Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Phong đến từ Nha khoa Đông Nam Á. Và đây là chương trình Niềng răng chuyên sâu. Trong ngày hôm nay tôi rất vui được giới thiệu quý vị một sự tiến triển rất là tuyệt vời của bệnh nhân có biểu hiện là hô hàm. Và như chúng tôi đã làm những video clip ở trong kênh YouTube của Nha khoa Đông Nam Á thì hô hàm có thể được điều trị mà không phải phẫu thuật nếu chúng ta can thiệp sớm và đúng thời điểm. Thì đây là một ví dụ điển hình. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng xem cái ca lâm sàng của em bé này. Em bé này thì có một cái biểu hiện đó là hô rất là nhiều, răng chìa rất là nhiều ra phía trước. Bố mẹ cũng rất là lo lắng cho con. Và ở quê thì rất cố gắng là đưa con xuống Hà Nội. Và rất may là Nha khoa Đông Nam Á tiếp nhận và điều trị kịp thời cho cháu ở đúng thời điểm. Và đây là hình ảnh của cháu. Đây là một cháu bé học cấp 2. Thì cháu có một cái biểu hiện ở đây là gương mặt bên ngoài thì chúng ta sẽ nhìn thấy đó là rất là đẹp trai, rất là cân đối. Tuy nhiên thì khi mà cháu để môi bình thường, tư thế bình thường thì răng vẫn lộ. Cái sự chìa của răng không cho phép cái môi có thể là che kín được cái răng của cháu. Và chúng ta nhìn cái gương mặt thì sẽ thấy ngay là ở cái vùng môi và miệng ở chỗ này nó được nhô lên ngay từ cái ảnh nhìn ban đầu, ảnh nhìn mặt thẳng ban đầu. Còn đây là nhìn từ phía mặt bên thì chúng ta cũng sẽ thấy là bạn không thể khép được cái môi để che cái vùng răng phía trước của mình. Và khi bạn cố gắng để cười, tất nhiên là bạn cũng không tự tin để cười, cho nên là rất khó để chụp được một cái ảnh cười đẹp của bạn. Ở đây là phim X quang. Tất cả mọi bệnh nhân khi đến thăm khám chỉnh nha tại Nha khoa Đông Nam Á thì đều theo một cái quy trình rất là chuẩn mực. Chúng tôi trong buổi hẹn đầu tiên thì luôn luôn thu thập dữ liệu phim X quang, mẫu hàm, ảnh chụp và lên một kế hoạch chi tiết. Từ đó đưa ra phác đồ điều trị cho gia đình, tư vấn cho gia đình, sau đó mới tiến hành điều trị dưới sự thống nhất của hợp tác của gia đình và bác sĩ chỉnh nha. Thì ở đây thì là một cái chương trình chỉnh nha thưởng thức, cho nên tôi không có đưa sâu hơn và chỉ giới thiệu các bạn một số cái hình ảnh. Thì ở đây là trên phim X quang mặt nghiêng thì chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng toàn bộ cái khối răng được ngả ra trước, hàm trên ngả ra trước, răng cửa hàm dưới cũng nghiêng ra trước rất là nhiều. Chúng ta thấy có một cái sự chênh lệch về kích thước vị trí trước sau của hàm trên so với hàm dưới. Ở đây trong chuyên môn thì chúng tôi gọi là hạng 2 về xương hàm dưới lùi ra phía sau rất là nhiều, từng mặt dưới thấp. Và xương hàm trên thì chúng ta nhìn thấy là ra trước rất là nhiều đó. Và rất may mắn là bệnh nhân thì ở trên cái phim mặt thẳng này, chúng tôi sau khi phân tích thì thấy rằng là nó không có cái sự sai lệch theo hàm dưới, theo bên trái hoặc phải, chúng tôi gọi là sai lệch vị trí xương hàm dưới thì sẽ không có ở bệnh nhân này. Đó là một cái rất là may cho bệnh nhân. Ở trên ảnh chụp thì chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng là bệnh nhân bị vẩu, cho nên là trong cái quá trình sinh hoạt bệnh nhân có va chạm và bị sứt cái răng cửa. Và chúng ta nhìn thấy là khớp cắn của bệnh nhân thì trên một cái nền tảng là xương hạng 2, xương hàm dưới lùi thì cái răng cũng biểu hiện là hạng 2, toàn bộ cái nhóm răng hàm dưới là nằm phía sau. Và chúng ta sẽ nhìn thấy là đây là cái ảnh mạch nhai. Đây là cái góc chụp từ phía dưới lên, chúng ta nhìn thấy cái sự chia ra của nhóm răng hàm trên so với hàm dưới rất là nhiều. Đây là ảnh chụp từ trên xuống dưới, từ mũi xuống, chúng ta nhìn thấy là cái răng cửa nó che phủ hết toàn bộ cái môi dưới luôn. Đây là một cái sự chia rất là nhiều. Đây là phim pano của bệnh nhân có đầy đủ các răng. Và đây là cái kết quả điều trị đến thời điểm hiện tại. Chúng tôi điều trị với kỹ thuật bioprogressive thì chúng tôi đã đưa được cái đáp ứng của xương hàm dưới ra phía trước, tạo ra class 1 của răng hàm và class 1 của răng nanh hai bên. Và chúng tôi đã tạo ra được khoảng trống ở nhóm phía trước và bắt đầu cái quá trình dàn đều cũng như là kéo lui cái nhóm răng cửa hàm trên để giảm cái độ cắn chìa của bệnh nhân. Ở đây thì bệnh nhân và gia đình đã nhìn thấy một cái tiến triển tuyệt vời. Vì trước khi đến với chúng tôi, bệnh nhân rất là lo lắng. Một là có thể là lo lắng về phẫu thuật để điều trị cho bệnh nhân. Hai là bệnh nhân cũng lo lắng về việc là phải nhổ răng hoặc là nhổ rất nhiều răng. Và ba nữa là bệnh nhân cũng lo lắng là không biết được là cái tình trạng của mình có thể
điều trị được hay không. Thì chúng tôi dựa trên một phác đồ chi tiết thì đã tư vấn bệnh nhân và đã đưa đến cái kết quả như hiện tại, đó là bệnh nhân không cần phải nhổ răng. Và đây chúng ta sẽ so sánh ảnh trước sau tại thời điểm hiện tại với trước đây, có khoảng trống để bắt đầu xếp đều cái răng lùi, và chúng ta nhìn thấy là giảm cắn chìa một cách rất là đáng kể, rất là đáng kể. Chúng ta nhìn thấy là ảnh ban đầu chìa rất nhiều và ảnh hiện tại cùng một góc chụp đã được cải thiện tuyệt vời. Chúng ta nhìn thấy là ban đầu cái môi dưới hoàn toàn biến mất dưới một mái hiên là răng, và ảnh hiện tại của chúng ta là gì? Môi dưới đã hiển lộ và chúng ta nhìn thấy được một cái đường cong cười hiện tại khá đẹp, và chúng ta chắc chắn sẽ cải thiện nhiều hơn. Và đây ảnh gương mặt của bệnh nhân, chúng ta đã thấy được là gì? Môi trên đã che được cái vùng răng của bệnh nhân rồi. Bệnh nhân cười nhìn tươi hơn rất là nhiều và không có cảm giác bị vẩu nữa. Ở đây là ảnh mặt bên, chúng ta thấy là cái xương hàm dưới cũng đã được tiến ra trước, và chúng ta nhìn thấy được là có cái môi che được răng. Chúng ta cũng sẽ nhìn thấy được ở đây rất rõ nét là ban đầu răng chìa ra, nghiêng ra phía trước rất là nhiều, nghiêng như mái hiên phía trước, và hiện tại thì đã được mọc thẳng ở trên cái nụ cười của bệnh nhân. Đây là một cái kết quả mà cả gia đình và bác sĩ và bệnh nhân đều cảm thấy rất là hài lòng và rất là hy vọng. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật ca lâm sàng này dành cho quý anh chị bác sĩ, và chúng tôi sẽ cập nhật hình ảnh X quang và tại thời điểm mà kết thúc điều trị để chúng ta nhìn thấy sự thay đổi ngoạn mục liên quan đến vị trí của xương nhờ cái quy trình điều trị cập nhật tại Nha khoa Đông Nam Á. Rất cảm ơn quý anh chị đã tham gia và theo dõi cái chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Tôi là bác sĩ Phong đến từ Nha khoa Đông Nam Á.